NATO bao vây đang trở thành hiện thực. Robot tham gia vào chiến đấu trên mặt đất trong xung đột nga-Ukraine. Lý do Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công vào lãnh thổ nga. Hungary tuyên bố giữ liên lạc với lãnh đạo nga. Jack tính đường dài về việc cử đại sứ ở Moscow. Israel cảnh báo Hamas không nên đặt cược vào quốc tế, muốn gặp trực tiếp Mỹ. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay, bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Nga từ lâu đã cáo buộc NATO tìm cách bao vây nước này trong đó tổng thống putin trích dẫn tuyên bố trên như một phần biện minh cho việc nga phát động kế hoạch quân sự tại ukraine một quan chức litva mới đây khẳng định lời cáo buộc của nga đã và đang trở thành hiện thực khi thụy điển chính thức trở thành thành viên liên minh quân sự do mỹ đứng đầu việc thụy điển gia nhập nato được cho là sẽ tăng cường khả năng đối phó với moscow cũng như đặt các thành phố quan trọng của nga vào tầm ngắm ngay sau khi Quốc hội Hungary chính thức phê chuẩn đơn gia nhập của Thụy Điển vào NATO, xóa bỏ rào cản cuối cùng của quốc gia Bắc Âu này trở thành thành viên liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, cựu ngoại trưởng Litva ông Linas Linkevičius đã viết trên mạng xã hội X rằng nếu Nga dám thách thức NATO, Kaliningrad sẽ bị vô hiệu hóa trước tiên. Kaliningrad là vùng lãnh thổ có tầm quan trọng to lớn vì được ví như tàu sân bay không thể chìm của Nga giữa lòng NATO, là một căn cứ quân sự, khu vực này có ý nghĩa chiến lược về Nga trong việc hình thành khu vực chống tiếp cận chống xâm nhập của họ tại khu vực biển baltic người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova đã bác bỏ bình luận của đại sứ litva về mô tả đây là cuộc chiến thông tin tuy nhiên theo các chuyên gia mối đe dọa không đơn giản bị loại bỏ như vậy với việc thụy điển hiện đã là thành viên nato các thành viên và tài sản quân sự quan trọng của nga cũng nằm trong phạm vi tấn công gần hơn của nato business insider đưa tin các nhà hoạch định nato từ lâu đã coi sườn phía đông bắc của liên minh này bao gồm các quốc gia baltic như litva Estonia và Latvia là một điểm yếu. Vùng lãnh thổ này từng là một phần của Liên Xô và các chuyên gia tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã có tham vọng đưa vùng lãnh thổ này trở lại dưới sự kiểm soát của Moscow. Trong các tài liệu bị rò rỉ vào tháng 1, giới chuyên gia quân sự Đức đã tính tới kịch bản nga giành chiến thắng trong xung đột ở Ukraine và sau đó tấn công các thành viên vùng Baltic của NATO. Thông kịch bản, nga có thể khuấy động tình trạng bất ổn và sau đó điều quân vào Gap, khoảng trống Súvannkí hay hành lang Suwanki, một giải đất hẹp dài 60 km nối vùng Kaliningrad của Nga trên biển Baltic với Belarus, đồng minh thân cận của Moscow. Hành động này sẽ tách các thành viên của NATO ở vùng Baltic khỏi phần còn lại của châu Âu và khiến họ phải đối mặt với các cuộc tấn công tiếp theo của Nga. Tuy nhiên, việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO đã giúp Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu có thêm nhiều cách để ngăn Nga tấn công vùng Baltic. Chia sẻ với Business Insider, ông Nima Khorami, nhà phân tích tại Viện Bắc Cực nhận định, tư cách thành viên của Thụy Điển đang mở rộng phạm vi hoạt động của tên lửa NATO, được các địa điểm chiến lược ở Kaliningrad và Saint Petersburg của Nga vào tầm ngắm. Điều này sẽ bổ sung thêm một lớp răn đe để ngăn chặn sự tấn công tiềm tàng của Nga, do các lực lượng NATO có thể phản ứng hiệu quả trước những mối đe dọa theo thời gian thực. Nhà nghiên cứu Oscar Johnson tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển cho hay, Thụy Điển đóng vai trò quan trọng tiếp nhận quân đội và năng lực của NATO một cách an toàn và khó bị lực lượng Nga nhắm tới trong khi Thụy Điển đủ gần Kaliningrad để triển khai các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Thụy Điển cách Kaliningrad 280 km và đây là khoảng cách lý tưởng. Theo báo cáo mới của cơ quan tình báo Litva, Nga đang đáp trả sự hiện diện mới và mở rộng của NATO ở vùng Baltic bằng cách tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực và đặt tên lửa Iskander có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân ở Belarus. Từ lâu, Nga cáo buộc NATO đang tìm cách bao vây nước này. Tổng thống Vladimir Putin từng khẳng định việc NATO mở rộng hoạt động là một phần lý do Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine. Với việc Thụy Điển trở thành thành viên mới nhất của NATO, Nga có thể đã đặt quân đội nước này rơi vào thế bất lợi nghiêm trọng tại khu vực trọng điểm. Cựu Ngoại trưởng Litva, những cáo buộc trước đây của Nga cho rằng nước này bị NATO bao vây lại đang trở thành hiện thực. Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28 tháng 3 cho biết, Moscow không muốn đối đầu với các nước NATO. Nhiều quan chức phương Tây trước đó kêu gọi ủng hộ viện trợ bổ sung cho Ukraine bằng cách tuyên bố rằng Moscow sẽ không dừng lại nếu Kiev bị đánh bại. Ông Putin nói về những tuyên bố này trong chuyến thăm căn cứ không quân Tozhok ở vùng Tiver. Tổng thống Nga nói, điều này thật vô lý, đồng thời lưu ý đến sự chênh lệch trong chi tiêu quốc phòng của Nga và ngân sách của quân đội NATO. Ông Putin nói thêm rằng các vệ tinh của Mỹ ở Đông Âu không có lý do gì để lo ngại. Theo ông, việc nói về một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga và Ba Lan, Cộng hòa Séc hoặc các nước vùng Baltic chỉ là lời tuyên truyền của các chính phủ nhằm đe dọa người dân của họ. Tổng thống Nga lưu ý rằng NATO đã và đang mở rộng về phía biên giới Nga, chứ không phải ngược lại, và Liên bang Nga chỉ đơn thuần là bảo vệ người dân của mình. Torzhok là nơi đặt trung tâm huấn luyện 344 dành cho phi công chiến đấu của Nga, bao gồm cả những nhân sự đang được huấn luyện để tham gia cuộc xung đột Ukraine. Trong khi đó, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cho biết, Ukraine không chỉ cần lựu pháo, xe tăng và xe bọc thép mới, mà còn cần binh sĩ mới để bù đắp cho những người đã tử trận và bị thương, và sau đó mới nói về việc huy động. Theo Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, trong khi phương Tây có thể cung cấp tiền và đạn dược, thì Ukraine phải cung cấp nhân lực. Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Rob Bauer được đưa ra trong bối cảnh ông dẫn đầu phái đoàn quân sự NATO đến Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều quan chức cấp cao về ngoại giao, quốc phòng và thảo luận về vấn đề liên quan đến xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Phát biểu trước Quốc hội Ukraine, Đô đốc Rob Bauer tuyên bố, quan hệ NATO và Kiev ngày càng được thắt chặt, khả năng tương tác cũng dần cải thiện. Ông nhấn mạnh các đồng minh của Ukraine không nên quá bi quan về khả năng đẩy lùi quân đội Nga, đồng thời hối thúc chuyển giao nhanh chóng các gói viện trợ quan trọng. Còn theo Thủ tướng Latvia, Evika Silina ngày 27 tháng 3 cho biết, các quốc gia thành viên NATO chưa sẵn sàng đàm phán về việc triển khai bộ binh tới Ukraine, ngay cả sau khi Pháp đề cập tới khả năng này vào tháng trước bà Silina đã gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tới đất nước này. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Olaf Scholz, nhà lãnh đạo Latvia tuyên bố, về quân đội, tôi không nghĩ rằng sáng kiến đưa quân tới Ukraine đã được chuẩn bị kỹ càng bởi các cuộc thảo luận về vấn đề này chưa chín muồi. Liên quan tới việc điều quân, tôi cho rằng NATO chưa sẵn sàng. Thủ tướng Latvia cũng chỉ ra rằng, Kiev chưa yêu cầu các nước NATO điều quân và nhấn mạnh, chúng ta cần tập trung cho các nhu cầu của Ukraine thay vì những gì nước này không yêu cầu. Lực lượng vũ trang Nga vừa qua đã mở các cuộc tấn công thành công ở phía nam Sivrek, áp sát Chasovya và tiến vào khu vực Bedechi và Semenovka ở Adivka. Hiện nay, quân đội Nga tiếp tục tấn công mạnh mẽ ở khu vực Chasovya phía tây Bắc Mút, kiểm soát phần lớn Bogdanovka. Cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra trên những ngọn đồi gần đó. Việc chiếm được ngọn đồi này sẽ cho phép lực lượng vũ trang Nga giành quyền chủ động về tay mình, đẩy quân đội Ukraine vào thế bị động. Sau khi giải quyết được những ngọn đồi này, rất có thể quân đội Nga sẽ bắt đầu chiến dịch với ép Chashovya từ nhiều phía, giống như những hành động đã tiến hành ở Bakhmut, Marinka và Aydipka hồi năm ngoái. Phát biểu trên đài Radio NV của Ukraine, ông Oleg Kalashnikov, người đứng đầu cơ quan báo chí của lũ đoàn pháo binh số 26 Ukraine cho biết, tình hình ở Chashovya rất khó khăn. Ông Kalashnikov nói, Nga đang cố gắng áp đảo chúng tôi một cách tối đa, sử dụng mọi nỗ lực lớn nhất họ có trong nguồn lực để tấn công và đánh vào chúng tôi, không chỉ đơn thuần là các đơn vị bộ binh mà chúng tôi đã quan sát trước đó, phía Nga còn triển khai cả lực lượng cơ giới trên chiến trường trong quá trình tiến công, bộ binh được yểm trợ bằng cả xe tăng và các loại xe chiến đấu bọc thép khác. Đó là những loại phương tiện vô cùng đa dạng mà họ có. Chúng tôi có thể thấy cả BTR, BMP, MT-LBU, những phương tiện này đảm nhận việc vận chuyển quân và yểm trợ hỏa lực cho các đội hình tấn công. Vị quan chức cho biết thêm rằng phía Nga cũng không ngừng sử dụng các hệ thống pháo đồng thời bắt đầu sử dụng nhiều hơn các loại bom dẫn đường thả từ máy bay. Nếu như trước đây, những loại bom này được sử dụng nhiều hơn nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, thì nay đối phương đã tìm cách tấn công vào các vị trí đã được củng cố của quân đội Ukraine. Tình hình rất căng thẳng, các cuộc giao tranh diễn ra liên tục. Trong khi đó, Uranews ngày 27 tháng 3 dẫn thông tin từ kênh Telegram chiến sự Operation Zest, Military Correspondent of the Russian Spring cho biết, lực lượng Nga đã đạt được thành công đáng kể theo hướng Chachovskaya, chỉ còn khoảng 500 mét từ ranh giới hành chính của thành phố này đến các vị trí của Nga. Theo hướng Adipka, các đơn vị Nga đang nỗ lực tiếp tục phát huy thành công sau khi chiếm được Oloka và Tonenki. Nhìn chung, chiến tuyến từ Pervomaiskoye đến Tonenkoye đã bị san bằng. Nỗ lực chính của lực lượng vũ trang Nga hiện nay là nhằm vào khu vực Bedechi và Semenovka. Với đà tiến công mạnh mẽ và những thành công mới, dù là không quá lớn, giới chuyên gia nhận định rằng lực lượng vũ trang Nga hiện đang nắm giữ thế chủ động tấn công trên chiến trường đẩy quân đội Ukraine vào thế phòng thủ bị động ở khắp các khu vực phía đông và phía nam. Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sau khi nhóm trinh sát trên không của nước này phát hiện một số đơn vị bộ binh và thiết giáp của Kiev ở bờ tây sông Lydiepe, họ đã chuyển thông tin về tọa độ của đối phương đến các lực lượng Moscow gần nhất. Bình sĩ Nga tiếp đó đã kích hoạt hệ thống pháo phản lực cuồng phong BM-27 Uragan, nã tên lửa tới tấp vào các mục tiêu Ukraine, khiến chúng nổ tung nhà chức trách tuyên bố cuộc tấn công phủ đầu đã thành công. Thời gian chính xác xảy ra sự việc không được công bố. Kiev thường không lên tiếng bình luận về những sự cố như thế này. Pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan do công ty NPO s của Nga sản xuất còn được biết đến với tên gọi khác là 9B-140. Ngoài BM-27, NPO s cũng chế tạo nhiều hệ thống tên lửa loạt MLRS khác cho quân đội Nga. Uragan được chế tạo ở thời kỳ cao trào của chiến tranh lạnh nhằm thay thế cho pháo phản lực M21 Grad, MLRS thế hệ cũ. cả Uragan và Grad đều có nguồn gốc từ pháo phản lực BM13 Katyusha của Liên Xô có từ thế chiến thứ hai, được quân đội Đức gọi là chiếc đàn Organ của Stalin. Liên Xô bắt đầu phát triển Uragan vào năm 1969 và công bố nguyên mẫu đầu tiên vào năm 1972. Năm 1975, BM27 được đưa vào biên chế của quân đội. Sau khi Liên Xô tan giã, nhiều nước từng thuộc Liên Xô cũ, trong đó có Ukraine vẫn sử dụng hệ thống này. BM27 Uragan được hợp thành từ 16 ống tên lửa 220mm, gắn trên khung gầm xe tải ZIL-135-8 x 8. Vũ khí này được trang bị hai động cơ ZIL-375, mỗi động cơ có công suất 180 mã lực đặt phía sau cabin. BM27 có hệ thống bom lốp trung tâm, giúp tăng cường khả năng di chuyển trên những địa hình khó khăn như bùn đất, cát và tuyết. Nó có thể hoạt động trong điều kiện khí hậu từ âm 40 độ C đến 50 độ C. Xe phóng Uragan được hỗ trợ bởi xe nạp đạn 9T452 xe nạp đạn cũng gắn trên khung gầm ZIL 135 LMP 8 x 8 và có kiếp lái gồm hai người. Hệ thống có tầm bắn từ 35 đến 40 km, thời gian phóng loạt hết 20 giây, tái nạp mất 15 đến 20 phút. Một trong những yếu tố làm nên uy lực cho loại vũ khí này là khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau từ đạn huấn luyện, đạn nổ phá mạnh, đạn hóa học, đạn nhiệt áp, đạn chùm với chức năng chống tăng và chống bộ binh. Một xe BM27 có thể phóng loạt 16 quả đạn, bao trùm khu vực mục tiêu có diện tích 17,4 hectare hệ thống này có thể được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự IL-76, An-22 hoặc An-124. Kiếp chiến đấu có 4 người gồm trưởng xe, xạ thủ, lái xe và binh sĩ phụ trách công việc đo tọa độ mục tiêu đối phương. Với sức mạnh đáng gồm, pháo phản lực BM-27 Uragan được đánh giá là hệ thống pháo phản lực mạnh thứ hai của Nga, chỉ đứng sau một hệ thống tên lửa khác là BM-30SM. Chuyên gia quân sự Nga Vladislav Surigin mới đây đã viết trên kênh Telegram của mình rằng tình hình trên đường chiến tuyến của lực lượng vũ trang Ukraine vẫn vô cùng khó khăn khi họ không thể bù đắp được số binh sĩ thiệt mạng và trang bị hạng nặng bị quân đội Nga phá hủy. Theo ông, để các mặt trận không bị sụp đổ, Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải liên tục tung lực lượng dự bị và trang bị bổ sung vào trận chiến, điều mà họ rất cần cho chiến dịch xuân hè. Nhưng tiếc là họ không thể bù đắp nổi những thiệt hại nặng nề như vậy. Theo vị chuyên gia quân sự Nga, tổn thất trung bình hàng ngày của quân đội Ukraine thường vượt quá số lượng binh sĩ nhập ngũ hàng ngày và tổn thất về xe bọc thép hạng nặng hiện không được bù đắp bằng bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ những thiết bị ít ỏi được bổ sung từ các nhà máy sửa chữa. Thứ duy nhất mà lực lượng vũ trang Ukraine còn có thể sử dụng là đạn tên lửa cho MLRS HIMARS, loại đạn trong thời gian qua đã liên tục được cung cấp từ Hoa Kỳ và nhiều loại máy bay không người lái chiến thuật khác nhau với số lượng sản xuất không ngừng tăng lên. Ông nói thêm rằng các tương lĩnh Ukraine thay vì các tiểu đoàn đã bắt đầu thành lập hàng loạt lữ đoàn UAV với biên chế chủ yếu là phụ nữ. Ông Surigin lưu ý, nỗ lực của Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm buộc quân đội Nga phải sử dụng lực lượng dự bị để ngăn chặn các cuộc tấn công của những đơn vị lính tư nhân nước ngoài ở khu vực biên giới Nga đã thất bại. Các nhóm quân Ukraine phải chịu tổn thất nặng nề. Bất chấp thực tế là Moscow mới là bên tiến hành các hoạt động tấn công, tổn thất của quân đội Ukraine trong thế trận phòng thủ vẫn cao gấp nhiều lần so với số người thiệt mạng và bị thương trong lực lượng vũ trang Nga. Ngoài ra, một quan chức cấp cao Ukraine còn nêu ra thiệt hại nặng nề với cơ sở hạ tầng năng lượng trong hơn 2 năm qua do các đòn tấn công của Nga. Thứ trưởng Bộ Năng lượng Svitlana Hrinchuk cho biết, kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, các cuộc tấn công của Moscow vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã gây thiệt hại ít nhất 11,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Theo quan chức Hrinchuk, con số tổn thất trên chưa tính đến vụ Nga tấn công nhà máy thủy điện lớn nhất của Ukraine, Dnipro vào tuần trước. Thứ trưởng cho biết, cuộc tấn công gần đây nhất của Nga có thể gây ra tổn thất lớn lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện thời, Ukraine chưa thể ước tính chính xác vì nước này vẫn đang thu dọn hiện trường. Thưa quý vị, máy bay không người lái đã thay đổi cuộc xung đột ở Ukraine. Giờ đây, quân đội của cả Nga và Ukraine đều đang triển khai nhiều robot mặt đất hơn và cuộc đụng độ bầu trời mặt đất cũng trở nên căng thẳng hơn. Kể từ cuộc xung đột nga-Ukraine bùng nổ, máy bay không người lái cỡ nhỏ đã đóng một vai trò to lớn với hàng nghìn máy bay không người lái được sử dụng để giám sát chiến trường, theo dõi chuyển động của đối phương và mang theo chất nổ. Các video do binh sĩ Ukraine và nga ghi lại và được tung lên mạng cho thấy máy bay không người lái UAV thường là máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV được sử dụng để tấn công xe tăng và binh sĩ. Những tháng gần đây, một loại robot khác ngày càng xuất hiện nhiều, đó là phương tiện mặt đất không người lái hay UGV. Samuel Bendet, nhà phân tích về Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ, người theo dõi việc sử dụng công nghệ máy bay không người lái và robot quân sự, cho biết có rất nhiều chương trình phát triển phương tiện mặt đất không người lái đang diễn ra. Theo ông Bendet, hầu hết các UGV đang được phát triển hoặc sử dụng đều là robot nhỏ vì các phương tiện lớn hơn sẽ dễ bị theo dõi, quan sát và tấn công bằng FPV và các máy bay không người lái khác. Ông nói, chiến trường Ukraine tràn ngập các cảm biến trên không về cơ bản có thể theo dõi và tấn công bất cứ thứ gì chuyển động, bao gồm cả các robot khác. Các UGV đang được phát triển thường là những cỗ máy 4 hoặc 6 bánh có thể được trang bị cho nhiều mục đích. Có những robot hậu cần có thể chở đồ tiếp tế đến tiền tuyến, robot sơ tán chở người bị thương và các robot liên quan đến chiến đấu, chẳng hạn như robot đặt hoặc phá mìn, robot có gắn chất nổ hoặc vũ khí. Những robot này phần lớn được điều khiển từ xa bởi con người, có rất ít quyền tự chủ và hoạt động trong phạm vi vài km. Thực ra, UGV không phải là mới. Một số UGV từng xuất hiện trong Thế chiến thứ hai và được sử dụng làm thiết bị nổ. Chúng cũng xuất hiện trong các cuộc xung đột khác. Chuyên gia Bennett cho biết, hầu hết sự phát triển UGV của Nga cho đến nay đều là tự chế. Khi các binh sĩ hoặc tình nguyện viên tạo ra robot cho các nhiệm vụ hoặc nhu cầu cụ thể, trong khi đó, Ukraine đã nỗ lực nhiều hơn để phát triển robot quân sự mặt đất với việc chính phủ nêu rõ tham vọng xây dựng một đội quân robot. Các video từ Ukraine lần đầu tiên được chia sẻ trên các kênh Telegram và được các nhà phân tích như Bendet xem xét, cho thấy một máy bay không người lái của Nga đang theo dõi một chiếc UGV của Ukraine khi nó vừa di chuyển, vừa giải min. Trong một video khác, một robot nhỏ sau bánh tiếp cận một chiếc UAV bị bắn rơi, nâng cánh của nó lên trước khi các binh sĩ tiếp cận nó. Hồi đầu tháng 1, Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov đã công bố một UGV có tháp pháo tự động và cũng có thể vận chuyển đạn dược và quân nhu cho binh sĩ. Trước khi xung đột bắt đầu, công ty của doanh nhân Ukraine Taras Ostapchak chuyên sản xuất cột đèn đường. Hiện tại, ông chuyển sang chế tạo robot và máy bay không người lái FPV cho quân đội Ukraine. Ông Ostapchak cho biết robot nhỏ có phạm vi hoạt động từ 2 đến 3 km, có thể được mở rộng bằng chạm mặt đất khuếch đại tín hiệu vô tuyến được sử dụng để điều khiển nó, trong khi robot lớn hơn có thể được điều khiển từ xa bởi con người trong phạm vi 40 đến 60 km. Trong một video thử nghiệm, một trong những chiếc Raten UGV được một chiếc máy bay không người lái tiếp cận và có vẻ như nó đã lao xuống đất và ngừng hoạt động. Chuyên gia Jachari Kalenbon, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế CSIS cho biết, chắc chắn khi có nhiều phương tiện mặt đất không người lái hơn được sử dụng trong chiến đấu ở quy mô lớn hơn ở cả hai bên, sẽ có khả năng xảy ra giao chiến giữa các phương tiện đó. Tuy nhiên, ông Kalenborn cảnh báo rằng những cuộc chiến như vậy không có khả năng mang tính quyết định hoặc nghiêm trọng tới phạm vi và quy mô rộng hơn của cuộc chiến. Thay vào đó, ông nói rằng việc đưa thêm UGV vào có thể dẫn tới việc thay đổi chiến lược của các bên tham gia cuộc chiến. Ông Kalenborn nói, tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến sự thay đổi ngày càng tăng theo hướng nhắm mục tiêu vào người vận hành và các cơ cấu hỗ trợ thay vì nhắm mục tiêu vào chính phương tiện tự hành. Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều UGV được phát triển, chúng có thể sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn trong cuộc xung đột. Ông Kalenbon cho biết Ukraine đã thành công với các xuồng không người lái cảm tử của hải quân và cho biết thêm rằng UGV cho phép binh lính thực hiện các nhiệm vụ khác và giảm một số rủi ro cho con người trên mặt đất, chẳng hạn như gửi robot đi làm nhiệm vụ trinh sát. Ông nói, không ai thực sự quan tâm liệu phương tiện mặt đất có bị phá hủy hay không, ngoại trừ các nhân viên kế toán. Nga đang đẩy mạnh sản xuất hàng loạt bom FAB-3000 gắn mô đun UMPC khiến vũ khí này trở thành bom lượn có hiệu chỉnh. Theo truyền thông Nga cho biết, bom FAB-3000 là vũ khí hàng không được phát triển dưới thời Liên Xô và đã từng được sử dụng trong thời kỳ hậu chiến tranh thế giới. Bom FAB-3000 với trọng lượng 3 tấn, đầu đạn chứa bên trong 1.400 kg thuốc nổ, rõ ràng mạnh hơn nhiều so với những thành viên nhỏ hơn trong gia đình, bao gồm FAB-250, FAB-500 và FAB-1500. Ngày nay, Mục tiêu chính của FAB 3000 là các vật thể kiên cố có độ bền đặc biệt. Tờ báo Zvesta của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, khi bom FAB 3000M phát nổ, các công trình bị nằm trong một vòng tròn có đường kính 35m sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Mặc dù sức mạnh rất lớn, tuy nhiên việc sử dụng vũ khí trên có nhược điểm, đó là trọng lượng quá nặng, khiến chỉ có máy bay ném bom chiến lược TU-22M3 mang nổi. Chưa dừng lại đây, bom FAB 3000 cũng không thể lướt đi xa cho dù tích hợp mô-đun UMPC khiến máy bay Tu-22M3 gặp rắc rối lớn khi phòng không Ukraine có trong tay những hệ thống tên lửa tầm xa rất hiện đại do phương Tây viện trợ. Một mục tiêu lớn như máy bay đem bom Tu-22M3 sẽ rất dễ bị theo dõi khi tiến vào vùng giao tranh. Số lượng nhỏ oanh tạc cơ loại này mà Nga có trong tay khiến chúng khó lòng đánh lạc hướng phòng không đối phương. Cuối cùng, chiến thuật phòng không du mục mà lực lượng vũ trang Ukraine triển khai gần đây là rất hiệu quả, thể hiện qua việc bắn hạ tới hai chiếc máy bay chỉ huy cảnh báo sớm A-50 cùng nhiều chiến đấu cơ Nga. Nếu chưa có chiến thuật hiệu quả để vô hiệu hóa những tổ hợp phòng không Patriot, Nasams hay SAMT tối tân của Ukraine, việc cố gắng sử dụng bom FAB-3000 theo đánh giá có thể mang tới nguy cơ lớn cho chính không quân Nga. Trước khi xung đột Ukraine bùng nổ, việc sử dụng bom FAB-3000 bị hạn chế và mới chỉ được liên xô cũ dùng trong cuộc chiến ở Afghanistan vào những năm 1980. Còn Nga được báo cáo lần đầu tiên sử dụng bom FAB-3000 ở Ukraine vào tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, khả năng đây là những quả bom FAB-3000 có từ thời Liên Xô cũ và chưa được trang bị UMPC. Bởi sự tồn tại của các bom FAB gắn UMPC mới được báo cáo lần đầu tiên vào cuối năm 2023. Các nhà quan sát phương Tây đã bày tỏ quan ngại về việc Nga triển khai loạt bom FAB dẫn đường để chống lại quân đội Ukraine, vốn còn hạn chế về năng lực. Các chỉ huy Ukraine cũng thừa nhận cách hiệu quả duy nhất để chống lại bom FAB của Nga là dùng tiêm kích hiện đại nhưng đây lại là vũ khí Kiev chưa được trang bị. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh các trinh sát của lực lượng đặc biệt đang kiểm tra một chiếc xe tăng Abram của Ukraine bị hạ gục ở khu định cư Berdichi, cách Adipka khoảng 3 km về phía đông bắc. Từ hình ảnh có thể thấy nội thất trong xe gần như còn nguyên vẹn. Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov đã lý giải về những lợi ích mà Nga có thể thu được trong việc tìm hiểu, nghiên cứu tính năng kỹ thuật từ chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực của Mỹ như thế nào. Một trinh sát có biệt danh Lê si nói, nhiệm vụ của chúng tôi là kiểm tra chiếc xe tăng để xác định xem nó còn nguyên vẹn hay không, để tìm hiểu về vũ khí và trang bị của nó. Người lính này cho biết không dễ để tiếp cận xác chiếc xe tăng Abram do vị trí xe tăng nằm gần cứ điểm của Utena. Hiện tại, lực lượng của cả hai bên đều không thể triển khai phương tiện cơ giới để kéo chiếc M1A1 khỏi hiện trường, do pháo binh và thiết bị bay không người lái cảm tử của đối phương thường xuyên hoạt động. Sĩ quan tình báo cấp cao với biệt hiệu IJ nói, bất kỳ phương tiện, thiết bị nào được đưa tới để thu hồi chiếc Abram này đều có khả năng phải gánh chịu những tổn thất không đáng có. Đến nay, đã có 4 trong số 31 chiếc M1A1 Abram được Mỹ chuyển giao cho Ukraine bị phá hủy hoặc hư hỏng và bị bỏ rơi. Các thợ săn xe tăng Nga đã sử dụng kết hợp máy bay không người lái FPV và hệ thống chống tăng di động như RPG-7 để hạ gục loại xe tăng hạng nặng này. Những chiếc Abram được viện trợ cho Ukraine là những biến thể đơn giản hóa so với nguyên mẫu biên chế trong quân đội Mỹ. Tuy có cùng thiết kế khung thân và tháp pháo, nhưng Abram của Ukraine lại không có các thiết bị chuyên dụng được trang bị như trên xe tăng của Mỹ, như lớp giáp uranium, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến cho đến các công cụ phát hiện máy bay không người lái. Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov ở Moscow nói với Sputnik, chiếc xe tăng này sẽ mang lại cho chúng ta điều gì? Trước hết, chúng tôi có thể nghiên cứu thân xe tăng, tháp pháo và tất cả các hệ thống bên trong của nó. Chúng tôi có thể xác định các điểm yếu của nó từ đó có thể hiểu hệ thống điều khiển hỏa lực và pháo chính của Abram khai hỏa như thế nào. Sau khi xác định được những điểm yếu, chúng tôi sẽ thực hiện những điều chỉnh cần thiết để có thể tiêu diệt chiếc xe tăng này bằng mọi loại vũ khí chống tăng hiện có một cách đơn giản hơn. Nhà quan sát giải thích, bất kỳ chiếc xe tăng nào của Ukraine cũng luôn được nghiên cứu kỹ lưỡng. Tôi nghĩ sớm muộn gì nó cũng sẽ bị kéo đến bãi thử nghiệm, nơi sẽ diễn ra việc thử nghiệm các loại súng chống tăng mới để hạ gục những chiếc xe tăng đến từ phương Tây. Chuyên gia Leon Cook chỉ ra rằng, hiệu suất chiến đấu kém của abram và các xe tăng chiến đấu chủ lực khác của phương tây trên chiến trường ukraina đã được quân đội nga các nhà quan sát độc lập thậm chí cả truyền thông phương tây và cả ukraina cũng phải thừa nhận gần đây một bài đăng trên tờ Post đã so sánh những chiếc xe tăng đắt tiền bọc thép dày của nato với những chiếc xe tăng thời liên xô và cho rằng ngay từ đầu lẽ ra các nước phương tây không nên chuyển giao chúng cho ukraina chuyên gia nghiên cứu về chiến tranh iraq và từng là cựu chỉ huy xe tăng abram Mai Ries lời cho biết, M1 Abram và các loại xe tăng khác đã không thể hoạt động như mong đợi ở Ukraine do mật độ máy bay không người lái giá rẻ trên chiến trường, khiến hoạt động của các phương tiện bọc thép hầu như không thể thực hiện được. Cựu chỉ huy xe tăng người Anh Simon Johnson cho biết, các cuộc giao tranh bằng xe tăng giữa Nga và Ukraine là rất hiếm so với những giao tranh từng diễn ra. Bên cạnh đó, những chiếc xe tăng mà NATO chuyển giao cho Ukraine còn có hàng loạt vấn đề khác, từ khả năng hoạt động kém trên địa hình đầy bùn, đến thiếu phụ tùng để thay thế, sửa chữa và việc tiêu thụ nhiên liệu quá mức, cũng như các vấn đề về khả năng di chuyển do lớp giáp quá nặng khiến chúng không thể di chuyển qua một số cây cầu ở Ukraine. Nhận ra điều này, đặc biệt là sau cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái bị thất bại, quân đội Ukraine đã phải sử dụng những chiếc xe tăng còn lại của mình một cách cẩn thận hơn, trong đó bao gồm cả xe của NATO, viện trợ và từ thời Liên Xô. Chúng chỉ được triển khai ở các khu vực có nhiều cây cối và thời tiết xấu để tránh bị UAV Nga phát hiện nhưng chiến lược này của Kiev được cho là không mang lại kết quả như mong đợi, bởi những chiếc xe này vẫn liên tục bị máy bay không người lái Nga phát hiện và loại khỏi vòng chiến đấu. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecuno vừa qua thông báo sẽ sớm chuyển lô lớn pháo tự hành sơ xa và đạn pháo cho Ukraine. Cụ thể, theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecuno, Paris sẽ sớm cung cấp 78 khẩu pháo sơ xa cho Ukraine, và sẽ tăng cường cung cấp đạn pháo để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Kiev về đạn dược nhằm đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Ông đồng thời cho biết thêm rằng, việc Pháp, Ukraine và Đan Mạch đạt được thỏa thuận tài trợ pháo tự hành sơ xa sẽ cho phép Pháp nhanh chóng chuyển giao chúng. Pháo tự hành sơ xa do nhà sản xuất vũ khí Nexter System phát triển từ những năm 1990 và bắt đầu biên chế cho lục quân Pháp từ tháng 7 năm 2008. Mỗi hệ thống pháo sơ xa có giá khoảng 5 triệu euro và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia. Vũ khí chính được trang bị cho sơ xa là một liệu pháo cỡ nòng 155mm L-52. Pháo có thể bắn nhiều loại đạn 155mm, bao gồm đạn xuyên giáp, đạn nổ mạnh. Phương tiện sử dụng hệ thống nạp đạn hoàn toàn tự động và có thể duy trì tốc độ bắn từ 6 đến 8 phát một phút khi bắn liên tục hoặc 3 phát trong 15 giây khi bắn nhanh. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu nhấn mạnh, Pháp cũng đặt mục tiêu cung cấp 80.000 quả đạn pháo 155mm cho Ukraine trong năm nay tăng so với mức 30.000 quả được giao kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Ngoài ra, ông Lekunu cho biết Pháp đang tham gia vào nỗ lực xác định lượng thuốc súng và đạn dược có thể mua từ các nước ngoài Liên minh châu Âu, một kế hoạch do Cộng hòa Séc khởi xướng để hỗ trợ thêm cho Kiev. Theo kế hoạch, Séc đang tìm cách mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo Séc trước đó cho biết những quả đạn pháo đầu tiên sẽ được giao cho Ukraine không muộn hơn tháng 6 năm 2024. Theo các quan chức ở Praha, ít nhất 18 quốc gia đã tham gia sáng kiến này. Trước đó, theo TASS, Bộ Quốc phòng Pháp đã công bố danh sách viện trợ quân sự cho Ukraine trong hai năm xung đột với Nga, gồm cả tên lửa tầm xa và hệ thống phòng không. Tài liệu được công bố trên trang web của Bộ Quốc phòng Pháp gồm 50 mục, liệt kê đủ loại vũ khí và thiết bị quân sự, gồm cả thiết bị bảo hộ, thiết bị liên lạc và hệ thống phòng không, máy bay không người lái UAV. Vũ khí đã được chuyển giao trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Paris xác nhận đã chuyển hai hệ thống phòng không, gồm Croton-NG 6 hệ thống Mitchan Manbat và một hệ thống phòng không Pháp Italia Sampete cũng như radar phòng không CM200. Pháp cũng liệt kê các tên lửa tầm xa SCAP nhưng không tiết lộ số lượng đã cung cấp. Về pháo binh, Pháp cung cấp cho Ukraine 30 hệ thống pháo tự hành sơ xa, 6 pháo TRS-1, 4 hệ thống phóng rocket loạt và 10 súng cối 120mm và 30.000 viên đạn pháo. Kiev cũng nhận được hơn 1.000 quả lựu đạn AT-4. Pháp đã cung cấp cho Ukraine 38 xe tăng bánh lốp AMX-10RC và 250 xe bọc thép, cùng 120 xe địa hình và 6 xe tải. Ukraine cũng nhận được 160 UAV giám sát và 10 thiết bị phát hiện máy bay không người lái. Quân đội Ukraine đang bắt đầu sử dụng khí cầu mang theo thiết bị nổ để tập kích lực lượng Nga trên tiền tuyến, song hiệu quả có thể không cao. Cụ thể, theo MASS, một tài khoản Telegram ủng hộ quân đội Nga và có 2,8 triệu người theo dõi trên Telegram, ngày 27 tháng 3 đăng ảnh một quả khí cầu mắc trên cành cây sau khi bị bắn rơi, cho biết đây là vũ khí cảm tử mới mà lực lượng Ukraine gần đây triển khai nhằm bí mật tập kích lực lượng Nga. Tài khoản trên cho biết đây là lần đầu tiên quân đội Nga bắn hạ loại khí cầu này từ đầu xung đột. Theo Mas, nó được thiết kế giống như khí cầu thời tiết để tránh bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không hay pháo binh khí cầu được trang bị thiết bị định vị GPS, bộ điều khiển, chấn lưu, thiết bị nổ và nguồn điện. Tổ vận hành nhập sẵn tọa độ mục tiêu và bộ điều khiển trên khí cầu trước khi triển khai nó ra tiền tuyến. Giới chuyên gia Nga nhận định gần như không thể tấn công mục tiêu một cách chính xác bằng phương pháp này. Song vẫn cho rằng đây là mối đe dọa nghiêm trọng vì khí cầu cảm tử có thể bay ở độ cao rất lớn nên khó bị bắn hạ. Họ cũng cho biết loại khí cầu này đã vô tình làm rơi chất nổ khi bay qua các ngôi làng ở khu vực biên giới khiến một số người bị thương nặng. Bộ Quốc phòng Ukraine và Nga chưa bình luận về thông tin. Trong khi đó, ở chiều đối diện, các quan chức Ukraine từng cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã phát hiện và bắn hạ 6 khí cầu có thể được gắn các thiết bị trinh sát nghi là của Nga trên bầu trời thủ đô Kiev. Tạp chí The Drive cho rằng đây có thể là chiến thuật mới của Nga nhằm thu thập thông tin tình báo về khả năng phòng không của Ukraine cũng như đánh lạc hướng để Kiev tiêu tốn nhiều đạn dược và các nguồn lực khác Thời điểm đó, cơ quan quản lý quân sự Kiev KCMA đăng trên Telegram rằng chúng tôi phát hiện khoảng 6 mục tiêu của kẻ thù trong không phận Kiev. Đây là những khí cầu di chuyển trên không trung chịu tác động từ sức gió. Mục đích của những khí cầu này có thể là nhằm phát hiện và làm cạn kiệt năng lượng phòng không của Ukraine. Được biết, khí cầu quân sự từng được sử dụng phổ biến trong thời kỳ Thế chiến thứ nhất với nhiệm vụ quan sát hoạt động di chuyển của đối phương, chỉ thị mục tiêu cho pháo binh và phát hiện sớm các cuộc tập kích của kẻ thù. Khí tài này cũng được dùng để vận chuyển hàng hóa, thư từ và cả con người trên chiến trường. Sau Thế chiến thứ nhất, khí cầu quân sự dần biến mất khi máy bay và các công nghệ khác xuất hiện. Tuy nhiên, nó vẫn được sử dụng cho một số mục đích cụ thể như quan sát khí tượng hay huấn luyện phi công. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ từng triển khai hàng trăm khí cầu tầm cao tới khu vực Đông Âu để thu thập thông tin tình báo về năng lực hạt nhân của các quốc gia tại đây. Quân đội một số nước ngày nay vẫn tiếp tục sử dụng loại khí tài này. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ với đài truyền hình quốc gia ICTV, tướng Maliuk, người đứng đầu SBU cho biết, kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, các đặc vụ bí mật đã nhắm mục tiêu vào rất nhiều công dân Ukraine hợp tác, trung thành với Moscow, hoạt động sâu trong phòng tuyến của Nga và kể cả trên lãnh thổ nước Nga. Ông Maliuk tiết lộ rằng, chiến dịch ám sát được tiến hành thông qua mạng lưới các điệp viên bí mật và các hoạt động bí mật đã ưu tiên xử các công dân Ukraine hợp tác với chính quyền chiếm đóng của Điện Kremlin nhưng về mặt chính thức, Kiev không thể thừa nhận và chịu trách nhiệm về các vụ ám sát cũng như các âm mưu ám sát. Ông Maliuk nói, về mặt chính thức, chúng tôi sẽ không thừa nhận điều này, nhưng đồng thời tôi có thể cung cấp một số chi tiết. Theo đó, trong cuộc phỏng vấn, Kiev Post cho biết, ông Maliuk đã cung cấp thông tin chi tiết về nhiều vụ ám sát và các quy trình được chính phủ Ukraine ngầm bật đèn xanh để thực hiện các vụ ám sát này. Theo ông Maliuk, quy trình diễn ra như sau. Trước khi lên kế hoạch và thực hiện một vụ ám sát, lãnh đạo SBU hợp tác với các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật cấp quốc gia để xác định mục tiêu và xác nhận mục tiêu đó phải chịu trách nhiệm về các hoạt động giết hại hoặc làm bị thương người Ukraine. Hồi năm ngoái, Ukraine tuyên bố đứng sau vụ đánh bom xe ám sát ông Mikhail Filiponenko, nghị sĩ do Nga hậu thuẫn ở Lugansk. Các điều tra viên Nga cho biết Mikhail Filiponenko, nghị sĩ trong nghị viện khu vực tỉnh Lugansk, đã thiệt mạng vì vụ nổ xe ô tô. Một điều tra viên cho hay phương tiện của ông ấy bị gài thiết bị nổ chưa xác định. Vài giờ sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine GUR tuyên bố nhận trách nhiệm, nói rằng họ đã thực hiện chiến dịch đặc biệt để hạ Philipenko và cảnh báo sẽ tiếp tục nhắm vào những quan chức được Nga bổ nhiệm. Tình báo Ukraine cáo buộc ông Philipenko tra tấn dân thường và tù binh khi còn phục vụ trong lực lượng dân quân Lugansk. Nga chưa phản hồi về tuyên bố của Ukraine. Sau đó một tháng, cựu nghị sĩ Ukraine Ilya Kiva, người đào tàu sang Nga sau khi xung đột bùng phát, thông báo đã bị ám sát tại Moscow. Một nguồn tin trong chính quyền Ukraine nói rằng cơ quan an ninh của nước này, SBU, dường như là bên đứng sau vụ việc. Các nhà điều tra Nga cho biết, ông Kiva thiệt mạng tại một công viên ở vùng Odinsovo, phía tây nam Moscow. Ông Kiva là nghị sĩ có quan điểm thân Nga. Ông là thành viên của đảng Nền tảng đối lập vì cuộc sống. Đảng này đã bị Ukraine cấm vào tháng 6 năm 2022. Một tháng trước khi xung đột bùng phát, ông đã đào tàu sang Nga và thường có những phát ngôn chỉ trích chính quyền Ukraine trên nền tảng trực tuyến. Thưa quý vị, Mỹ mới đây cho biết nước này không ủng hộ Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Nhà Trắng lo ngại các cuộc tấn công như vậy sẽ gây ra nhiều bất lợi cho cả Mỹ và Ukraine, đồng thời dẫn đến sự trả đũa của Moscow. Bộ Ngoại giao Mỹ kiên quyết cho biết họ không khuyến khích hay hỗ trợ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ của nước này. Tuyên bố chính thức trên được đưa ra sau một bài báo của Financial Times đưa tin chính quyền của ông Biden đã yêu cầu các đơn vị tình báo Ukraine dừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của họ vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Bài báo của Financial Times trích dẫn bình luận từ các quan chức giấu tên mà Kiev Post không thể xác minh danh tính. Lý do Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, theo tờ Financial Times, Nhà Trắng lo ngại các cuộc tấn công như vậy sẽ khiến giá dầu tăng cao và gây ra sự trả đũa của Moscow. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đang mất kiên nhẫn khi Kiev không đáp lại lời kêu gọi của Mỹ ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Nguồn tin trên nêu rõ, Nhà Trắng ngày càng thất vọng trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa và cơ sở lưu trữ trên khắp miền Tây nước Nga, làm tổn hại đến năng lực sản xuất dầu của nước này. Điều đó có thể đẩy giá dầu toàn cầu lên cao và gây ra sự trả đũa. Yêu cầu dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Nga có thể khiến Kiev bối rối sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bật đèn xanh cho Ukraine tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga vào tháng trước. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden còn tuyên bố sẽ làm tê liệt nền kinh tế Nga trong khi phương Tây đã sử dụng các biện pháp trừng phạt và giới hạn giá trong nỗ lực hạn chế xuất khẩu năng lượng của Moscow. Tuy nhiên, Nhà Trắng có thể coi giá xăng ngày càng tăng trong nước là mối lo ngại hàng đầu trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sắp diễn ra. Bob McNally, cựu cố vấn năng lượng của Nhà Trắng cho biết, không có gì khiến một Tổng thống Mỹ đường nhiệm lo ngại hơn việc giá xăng dầu tăng vọt trong một năm bầu cử. Trước tình hình trên, ông Matthew Miller, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã nhắc lại quan điểm chính thức của Washington trong cuộc họp báo mới nhất của Bộ hôm 26 tháng 3, đồng thời tuyên bố ông sẽ không trả lời hay bình luận các câu hỏi của phóng viên về các cuộc trò chuyện riêng tư được Financial Times đề cập đến. Ông Miller cũng nhấn mạnh thêm rằng đó là một chính sách lâu dài của Mỹ mà Ukraine đã biết. Ông Miller nhấn mạnh, tôi sẽ không nói về các cuộc trò chuyện riêng tư, nhưng đây là chính sách lâu dài của chúng tôi mà chúng tôi đã nói rõ với chính phủ Ukraine. Mỹ từ lâu vẫn giữ quan điểm không sử dụng vũ khí để tấn công lãnh thổ Nga vì lo gia tăng căng thẳng, dù cũng cho rằng Ukraine có quyền quyết định lựa chọn cách tự vệ như thế nào. Khi Ukraine tiếp tục bị thất thế trên chiến trường trong những tuần gần đây, Kiev đã tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Nga ở khu vực gần biên giới với Ukraine. Điều này đã khiến Điện Kremlin phải sơ tán hàng nghìn trẻ em khỏi khu vực biên giới. Lực lượng Ukraine cũng đã tấn công thành công gần chục mục tiêu cơ sở năng lượng ở Nga trước đó. Mối lo ngại của Washington rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moscow sẽ dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa vào ngành năng lượng Ukraine đã thành hiện thực. Mới đây nhất, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Geman Galushchenko thông báo một triệu người bị mất điện trên khắp Ukraine sau khi tên lửa của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev. Bloomberg dẫn các nguồn tin riêng cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tức giận trước tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc triển khai binh sĩ NATO đến Ukraine và cho rằng đây là hành động cần thiết để ngăn chặn Nga giành được chiến thắng trong cuộc xung đột. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Bloomberg rằng washington tin ông macron có thể khơi mào một cuộc xung đột trực tiếp giữa nato và nga khi đưa ra một kế hoạch như trên nguồn tin này cũng cho biết tổng thống macron đã bị các nước thành viên nato chỉ trích về tuyên bố đưa lực lượng vào ukraine trong một cuộc hội đàm kín sau tuyên bố của ông macron nhiều nhà lãnh đạo phương tây đã công khai bác bỏ việc đưa lực lượng đến ukraine xóa tan mọi sự mơ hồ mà điều này có thể tạo ra tổng thống mỹ joe biden cũng nằm trong số những lãnh đạo nato đầu tiên tuyên bố không ủng hộ ý định này. Các nguồn tin của Bloomberg khẳng định động thái của nhà lãnh đạo Pháp có thể không thông minh xét từ quan điểm an ninh chung của khối, vì một số quốc gia phương Tây đã có một số lượng nhỏ binh sĩ ở Ukraine. Tuy nhiên, sự hiện diện của họ là một bí mật mở. Các quốc gia phương Tây đã thừa nhận cung cấp thông tin mục tiêu và hỗ trợ lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự của Ukraine. Giới lãnh đạo Nga cũng nhiều lần bác bảo lập trường của phương Tây rằng Kiev tự đưa ra quyết định về cách thực hiện các hoạt động quân sự nhằm vào Moscow. Điện Kremlin cho biết Ukraine quá phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài để có thể hành động độc lập. Trong một diễn biến liên quan khác, theo Le Monde, cam kết ủng hộ Ukraine đang trở thành gánh nặng đối với chính quyền của Tổng thống Pháp Macron cả về chính trị lẫn ngân sách. Tờ Le Monde cho biết, trong khi chính phủ Pháp đang vật lộn với kế hoạch cắt giảm chi tiêu, thì Tổng thống Emmanuel Macron lại một lần nữa tuyên bố sẽ bổ sung thêm viện trợ quân sự cho Ukraine và lời hứa này của ông Macron khó có thể thực hiện được. Trong năm tài khóa 2024, chính phủ Pháp phải cắt giảm ít nhất 10 tỷ euro, tương đương 10,8 tỷ đô la Mỹ, khi thâm hụt ngân sách của nước này đã lên tới 144,5 tỷ euro, tương đương 156 tỷ đô la Mỹ và dự báo tăng trưởng kinh tế Pháp trong năm nay chỉ còn 1%. Trước đó vào tháng 2, chính phủ Pháp tuyên bố hoàn toàn có thể thực hiện việc cắt giảm 10,8 tỷ đô la Mỹ ngân sách bằng cách cắt chi tiêu của tất cả các bộ và cắt giảm các chính sách công bao gồm viện trợ phát triển và trợ cấp để cải tạo các tòa nhà. Trong bối cảnh đó, tổng thống Pháp Macron lại đưa ra cam kết viện trợ thêm 3 tỷ euro cho Ukraine trong năm nay, đã đẩy kế hoạch giảm chi tiêu của Paris về vạch xuất phát. Điều này đẩy chính phủ của ông Macron vào tình thế tiến thoái lưỡng nan cả về chính trị lẫn ngân sách. tờ Le Monde nói thêm, các nhà lập pháp thuộc đảng Phục hưng cầm quyền của ông Macron cho biết, họ thường xuyên phải đối mặt với những câu hỏi từ cử tri những người không thể hiểu làm thế nào chính phủ có thể cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong khi lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu trong nước. Nghị sĩ đảng Phục Hưng Matthew Lefer nói, mọi người hỏi chúng tôi tại sao lại đưa 3 tỷ euro cho Ukraine, đó là một số tiền rất lớn. Le cho rằng, để thực hiện lời hứa với Kiev, chính quyền ở Paris sẽ phải biến hóa sổ sách, chẳng hạn như khoản đóng góp 900 triệu euro của Pháp cho cơ sở hòa bình châu Âu một quỹ của Liên minh châu Âu EU để hỗ trợ Ukraine. Một lựa chọn khác có thể là tăng giá trị các thiết bị được viện trợ cho chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, Le Monde nói thêm rằng nội các của ông Macron có thể vẫn phải sửa đổi dự luật tài chính PLFR vào mùa hè, mặc dù động thái như vậy dễ tạo ra nguy cơ về chính trị đối với chính phủ bởi luật này cần có sự chấp thuận của Quốc hội Pháp. Trong khi đó, các đảng đối lập phản đối việc cấp thêm tài chính cho Kiev. Bất chấp những vấn đề được Le Monde nêu ra Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu tuyên bố rằng Paris sẽ sớm có thể giao thêm 78 pháo tự hành xe ra cho Kiev, đồng thời tăng cường cung cấp đạn pháo cho nước này. Ngay sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tìm cách xuống thang xung đột bằng con đường ngoại giao. Trong mùa hè đầu tiên kể từ thời điểm đó, ông Macron nói rằng điều quan trọng là không để Nga mất mặt và phải bảo đảm trật tự an ninh của châu Âu cũng như của Nga. Nhưng từ năm ngoái, nhà lãnh đạo Pháp thay đổi quan điểm theo hướng cứng rắn hơn, có vẻ đang theo đuổi chính sách ngoại giao diều hâu. Tại một hội nghị ở Paris tháng trước, ông Macron nói rằng điều quân đội phương Tây đến chiến đấu với Nga ở Ukraine là điều không nên loại trừ. Ý tưởng này khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin giận dữ và các nước hậu thuẫn chính của Ukraine gạt bỏ. Sau đó, khi phát biểu tại Praha, ông Macron nói rằng châu Âu không thể hèn nhát khi đường đầu với Nga. Tuy nhiên, Paris ngày càng lo ngại về việc trở thành mục tiêu của chiến tranh hỗn hợp như tấn công mạng và lan truyền thông tin sai lệch mà họ cáo buộc do Nga gây ra. Trong khi đó, một bài bình luận trên nhật báo Le Monde của Pháp dẫn lời tham mưu trưởng lục quân Pháp Pierre Skin cho biết quân đội Pháp đã sẵn sàng. Ông viết, cho dù tình hình quốc tế có diễn biến ra sao, người dân Pháp có thể chắc chắn rằng binh lính của họ sẵn sàng ứng phó. Theo ông Skin, việc phô trương khả năng quân sự của Pháp sẽ giúp ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Pháp. Trong giai đoạn hiện nay, ông Macron đang muốn đẩy mạnh tầm nhìn của mình về quyền tự chủ chiến lược của châu Âu trước Washington, đồng thời chứng minh rằng châu Âu có thể hỗ trợ Kiev mà không cần trồng cậy Mỹ, nhất là trong bối cảnh ông Donald Trump có thể quay lại Nhà Trắng. Ông Macron liên tục cảnh báo các đối tác châu Âu rằng lập trường của Mỹ đối với Ukraine đã thay đổi và chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể chỉ là một quãng nghỉ, chứ không phải chính trị Mỹ trở lại bình thường. Đề xuất của ông Macron về việc điều quân đội phương Tây tới Ukraine bị hầu hết các đồng minh NATO bác bỏ, nhưng các quốc gia vùng Baltic như Estonia, Latvia và Litva vui mừng. Ông Mathieu Drouin, nghiên cứu viên về chương trình châu Âu, Nga và Á Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định, lập trường cứng rắn của ông Macron về vấn đề Ukraine, ít nhất về mặt ngôn từ, có thể nhằm xoa dịu khu vực phía đông lục địa. Dù ông Macron có làm như lời hùng biện của ông hay không, chắc chắn ông ấy đã lấy được lòng Đông Âu. Điều này có thể hữu ích cho các kế hoạch chiến lược của Pháp trong tương lai. Vào tháng 12 năm 2023, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố dự án thêm lục địa mở rộng nhằm tuyên bố quyền tài phán nằm ngoài phạm vi lãnh hải của nước này vào khoảng 1 triệu km vuông. Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS, cho phép các yêu sách hàng hải có phạm vi lên tới 200 hải lý, khoảng 370 km, tính từ bờ biển trên các đại dương trên thế giới. Liên quan đến vụ việc này, Nga vừa chính thức từ chối công nhận bất kỳ yêu sách nào của Mỹ đối với các lãnh thổ mới ở biển Bering và Trúc Trì. Theo bài viết của RIA, quyết định được Nga đưa ra trong phiên họp của Hội đồng Cơ quan Đáy biển Quốc tế vừa diễn ra tại thủ đô của đất nước Jamaica. Cơ quan quản lý này ít được công chúng biết đến, mặc dù nó được giao chức năng quan trọng là tuân thủ các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, cụ thể là phân định pháp lý các vùng biển và đáy đại dương mà luật pháp quốc tế xác định. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn, mỹ đang đơn phương cố gắng thu hẹp diện tích đáy biển thuộc quyền quản lý của cơ quan quản lý đáy biển quốc tế cũng như đối với cộng đồng quốc tế bộ ngoại giao nga nhấn mạnh những hành động đơn phương này của mỹ không phù hợp với các quy tắc và thủ tục do luật pháp quốc tế thiết lập đồng thời lưu ý rằng moscow sẽ ngăn cản yêu sách của mỹ cũng như việc washington lợi dụng unclos để mở rộng vùng đặc quyền kinh tế unclos cho phép khả năng mở rộng vùng đặc quyền kinh tế eez của một quốc gia nếu nó có thể chứng minh được rằng thêm lục địa vượt quá giới hạn 200 hải lý, nhưng các quốc gia phải nộp đơn kiến nghị thông qua các kênh thích hợp. Moscow cáo buộc Washington tập trung vào các lợi ích của nước này và hoàn toàn phớt lờ các nghĩa vụ đối với cộng đồng quốc tế khi liên quan đến luật pháp quốc tế. Mặc dù có liên quan đến việc xây dựng UNCLOS, nhưng Mỹ chưa bao giờ phê chuẩn nó. Theo Bộ Ngoại giao Nga, ngoài công hàm gửi lên ISA, Moscow cũng gửi công hàm bác bỏ các yêu sách về thềm lục địa của Mỹ đến Washington thông qua các kênh song phương. Các bản đồ do Bộ Ngoại giao công bố cho thấy Mỹ tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở 6 khu vực, bao gồm ở Bắc Cực và biển Bering, dọc danh giới biển với Nga. Yêu sách ở Bắc Cực vượt quá 350 đến 680 hải lý ngoài đường biển 321 km, trong khi yêu sách ở biển Bering đi khoảng 340 hải lý về phía đông. Washington cũng muốn chiếm đoạt các phần đáy biển phía bắc quần đảo Mariana ở Thái Bình Dương, cũng như ngoài khơi bờ biển phía tây California. Ở Đại Tây Dương, Mỹ đã tuyên bố chủ quyền một vùng đáy biển rộng lớn vượt quá đường 300 km của mình cũng như hai phần của vịnh Mexico dọc theo biên giới với Mexico và Cuba. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hai nước thuộc Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mới đây đều lên tiếng về các mối liên hệ với Nga. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai khối này với Moscow do xung đột ở Ukraine. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin TASS được công bố ngày 27 tháng 3, Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato khẳng định Budapest không có ý định cắt đứt liên lạc cấp cao với Moscow và mọi kênh liên lạc phải được mở. Ông Sijato nói, rõ ràng là chúng tôi vẫn giữ liên lạc với các nhà lãnh đạo Nga. Bản thân tôi vẫn giữ liên lạc với các đồng nghiệp Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Phó Thủ tướng Năng lượng Alexander Novak cũng như Phó Thủ tướng Denis Manturov. Theo Ngoại trưởng Hungary, hai bên nên duy trì các kênh liên lạc mở, vốn sẽ tạo ra cơ hội đạt được hòa bình trong tương lai, vì cuối cùng hai bên sẽ phải nói chuyện với nhau, ngay cả khi hoàn cảnh phức tạp hay thậm chí Nga không đồng ý về mọi thứ. Nhà ngoại giao cũng kêu gọi cải thiện sự hợp tác với Nga trên các lĩnh vực không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt, đồng thời khẳng định Hungary hoàn toàn cởi mở trong các liên lạc cấp cao với Moscow bất cứ khi nào cần thiết. Trước đó, Điện Kremlin đã phản ứng với tuyên bố của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán về việc không muốn làm láng giềng của Nga. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ở Praha, Thủ tướng Orbán nói rằng Hungary không muốn có đường biên giới chung với Nga. Theo ông Oban, nước này vẫn còn lưu giữ những ký ức tiêu cực về mối quan hệ láng giềng với Liên Xô. Nhà lãnh đạo Hungary bày tỏ quan điểm rằng lợi ích an ninh quốc gia của nước này sẽ được đảm bảo tốt nhất trong tình huống không có đường biên giới chung với Liên bang Nga. Thời điểm đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết những lo ngại của Hungary về khu vực lân cận với Nga là vô căn cứ khi bình luận về nhận xét của Thủ tướng Viktor Orbán rằng không muốn có đường biên giới chung với Nga ngoài ra người phát ngôn của tổng thống nga vladimir putin lưu ý rằng quan điểm của moscow về nhiều mặt không đồng tình với lập trường của thủ tướng hungary ông peskov nói nga không phải là một mối nguy hiểm trái ngược với những gì hiện đang được lặp lại với sự nhất quán ở liên minh châu âu không phải bất kỳ quốc gia nào cũng thù địch với nga hay tìm cách chống nga vì vậy những lo ngại về vấn đề này là vô căn cứ trong khi đó ngày 26 tháng 3 tổng thống cộng hòa séc petr pavel nhấn mạnh về lâu dài, nước này cần có đại diện ở cấp đại sứ tại Nga. Phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo cơ quan an ninh thông tin BIS, Tổng thống Pavel nói, tôi từ lâu đã nhận thức được tầm quan trọng của việc có đại diện cấp đại sứ ở Nga. Câu hỏi đặt ra là liệu tình hình có phù hợp vào thời điểm hiện nay hay không? Thừa nhận thủ tục bổ nhiệm đại sứ mới sẽ mất rất nhiều thời gian. Ông nhấn mạnh, khi tình hình phù hợp, cần thực hiện ngay. Trước đó, đại sứ của Cộng hòa Séc tại Nga là ông Viteslav Pivonka, song ông này đã trở về nước hơn một năm qua. Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala và Ngoại trưởng Jan Lipavsky cũng đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ việc cử đại sứ mới tới Moscow. Theo Reuters, ông Robert Kennedy Jr., 70 tuổi, một nhà hoạt động chống vaccine nổi tiếng, đang hy vọng thu hút sự ủng hộ của những cử tri thất vọng với cuộc tái đấu chung kết và Nhà Trắng giữa ông Biden và ông Trump trong ngày tổng tuyển cử Mỹ mùng 5 tháng 11 sắp tới tại một sự kiện vận động tranh cử ở Auckland, bang California hôm 26 tháng 3. Ông Kennedy đã công bố việc chọn luật sư giàu có Nicole Sanahan làm bạn đồng hành của mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Bà Sanahan tiết lộ đã đồng ý liên danh tranh cử với ông Kennedy, một phần vì cả hai có cùng mục tiêu về y tế. Bà Sanahan phát biểu, không có ứng cử viên tổng thống nào coi trọng dịch bệnh mạng tính như ông Robert Kennedy Jr. và tôi sẽ là đồng minh của ông ấy trong việc đưa đất nước chúng ta khỏe mạnh trở lại. Giới quan sát nhận định việc ông Kennedy chọn bà Sanahan làm phó tướng trong cuộc đua giành ghế tổng thống năm nay nhằm khai thác triển vọng tăng cường tiềm lực tài chính và các mối quan hệ được săn đón trong ngành công nghệ. Bên cạnh đó, trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump đang hoạt động rất chuyên nghiệp, nhưng việc những đồng minh cũ của cựu tổng thống trở lại đang gây nhiều lo ngại. Họ là những cựu trợ lý mong muốn gây ảnh hưởng đến nỗ lực tái tranh cử và đảm bảo giành được tiếng nói trong chính quyền nếu ông Trump tái đắc cử. Điều này đặt ra vấn đề đau đầu cho đội ngũ tranh cử của cựu tổng thống vì lo ngại những nỗ lực quản lý chiến dịch có thể bị đảo lộn bất kỳ lúc nào, kể từ khi ông Trump nắm chắc tấm vé đề cử của Đảng Cộng hòa, nhiều đồng minh cũ đã tìm cách xích lại gần hoặc gia nhập đội ngũ của cựu tổng thống. Cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Paul Manafort, có thể trở lại với vai trò này vào cuối năm nay. Giám đốc chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông Trump năm 2016, ông Corey Lewandowski, được truyền thông Mỹ đưa tin có thể trở lại tại đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, nỗ lực tìm kiếm chỗ đứng bên cạnh Trump của những người quen cũ đã gây khó khăn cho công việc của ông Chris LaCivita và bà Sushi Wallace. Các chính trị gia lâu năm đang dẫn dắt đội ngũ tranh cử chuyên nghiệp của cựu tổng thống. Bà Wallace được cho là đã tìm cách ngăn ông Trump tuyển mộ nhà hoạt động cực hữu, bà Laura Loomer, người thường xuyên truyền bá các thuyết âm mưu cũng như có tư tưởng chống Hồi giáo. Ông Charlie Sky, nhà bình luận bảo thủ nói, trong một thế giới bình thường, ứng viên tổng thống sẽ không muốn dính dáng gì tới bà Laura Loomer nhưng giờ bà ấy đang xuất hiện ở Ma Alago. Tất nhiên, họ có thể dựa vào bà ấy để công kích bất kỳ thành viên bảo thủ nào không ủng hộ những tuyên bố của ông Trump. Ông Trump vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với một số người không biết gì về chiến dịch tranh cử của ông, điều khiến nhiều nhà phê bình lo ngại. Họ cho rằng nếu trở lại Nhà Trắng, ông Trump sẽ đề bạt các vị trí trong chính quyền dựa trên lòng trung thành. Ưu tiên những thân tín của phong trào MAGA, điều từng gây hại cho nhiệm kỳ đầu của ông. Ông Larry Jacob, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Quản trị thuộc Đại học Minnesota cho rằng ông Trump rõ ràng chán ghét dưới lãnh đạo của Washington và ông muốn có một nhóm thân tín sẵn sàng thực hiện các mệnh lệnh của mình mà không mang tới rào cản pháp lý hoặc mối bận tâm của người khác. Theo khảo sát tỷ lệ ủng hộ dư luận của Bloomberg News và Morning Consult công bố tại bang Wisconsin, Tổng thống Biden vượt đối thủ ở Đảng Cộng hòa một điểm sau khi bị dẫn trước 4 điểm hồi tháng 2. Tại Pennsylvania, hai ứng viên có tỷ lệ ủng hộ xích sao mặc dù trước đó ông Trump dẫn trước 6 điểm. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden ở bang Michigan cao hơn của ông Trump dù cách biệt không quá lớn. Ở các bang Arizona, Nevada và Bắc Carolina, khoảng cách của hai ứng viên tổng thống đang được thu hẹp. Như vậy theo khảo sát của Bloomberg News và Morning Consult công bố, ông Biden dẫn trước ông Trump trong cuộc khảo sát tỷ lệ ủng hộ của dư luận tại 6 trong số 7 bang chủ chốt ở Mỹ. Tuy nhiên, còn quá sớm để biết liệu kết quả được cải thiện là cú hích một lần hay khởi đầu cho một sự thay đổi lâu dài hơn trong cuộc chạy đua vào nhà trắng năm nay của ông Biden. Trong những tuần qua, Tổng thống Biden đã thực hiện chiến dịch tranh cử rầm rộ đến các bang Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan, Nevada và Pennsylvania. Nếu giành chiến thắng vào tháng 11 tới tại các bang chủ chốt, ông Biden có thể đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Các khảo sát gần đây cũng cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang lạc quan hơn về tình hình kinh tế trong nước và cho rằng nền kinh tế đang đi đúng hướng. Trong khi đó, theo giới quan sát, ông Trump được đánh giá đang ở tình thế bất lợi so với trước đó. Việc phải đối mặt với nhiều cáo buộc tại tòa từ vấn đề đầu tư cho đến hoạt động tài chính khiến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp không ít khó khăn trong tham vọng tái cử của mình. Tuy nhiên một khi ông vượt qua trở ngại mà các đối thủ khác không phải đối mặt này thì chúng lại được đánh giá là đòn bẩy để ông có lợi thế tranh cử. Trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ, chưa từng có ứng viên nào như ông Donald Trump khi trở thành ứng viên dẫn đầu cuộc bầu cử của nội bộ một đảng, dù có đến nửa chiến dịch vận động là diễn ra trong các tòa án khác nhau. Những người ủng hộ ông cho rằng những vụ kiện, điều tra và truy tố liên miên là một cuộc chiến pháp lý nhằm ngăn chặn ông Trump có thể tái xuất tại Nhà Trắng. Nhưng chính tình huống đặc biệt này khiến truyền thông cả thế giới chú ý đến ông trong mọi bước đi của chiến dịch tranh cử, khiến ông được tăng tần suất xuất hiện miễn phí trên truyền thông toàn cầu. Với những diễn biến trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hiện nay, cuộc chiến pháp lý dường như không ngăn chặn được ông tranh cử mà còn càng khiến ông như cá gặp nước, tạo cơ hội để ông thể hiện tài năng tận dụng truyền thông để xoay chuyển tình thế của mình. Thưa quý vị, mới đây Mỹ cho biết Israel đã đề nghị sắp xếp lại cuộc họp cấp cao về kế hoạch quân sự ở Rafah thuộc giải Gaza, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó đã hủy cuộc họp này. Đây được xem là một nỗ lực nhằm giảm căng thẳng giữa hai nước đồng minh. Ngày 27 tháng 3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi thông điệp tới phong trào Hamas sau khi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza. Nhà lãnh đạo Israel nói rõ, thông điệp đầu tiên và quan trọng nhất gửi tới Hamas, đừng đặt cược vào áp lực này, nó sẽ không hiệu quả đâu. Bên cạnh đó, đánh giá việc Mỹ bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an, qua đó bật đèn xanh cho việc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza. Nhà lãnh đạo Israel nói thêm, tôi nghĩ đây là một bước đi rất, rất kém của Washington. Ông giải thích, việc này sẽ khuyến khích Hamas áp dụng đường lối cứng rắn và nghĩ rằng sức ép quốc tế sẽ ngăn chặn Israel dừng kế hoạch giải cứu con tin và tiêu diệt Hamas. Reuters cũng đưa tin, văn phòng thủ tướng netanyahu đã thông báo với nhà trắng rằng họ muốn tổ chức lại cuộc họp về kế hoạch quân sự tại thành phố rafa ở phía nam gaza các quan chức cấp cao của chính quyền mỹ đang làm việc với israel để ấn định ngày tiến hành cuộc họp trước đó nhà trắng cho biết họ có ý định chia sẻ với các quan chức israel các giải pháp loại bỏ nhóm chiến binh hamas ở gaza mà không cần phải mở một cuộc tấn công trên bộ ở rafa điều mà washington cho rằng sẽ là một thảm họa trong khi đó nhật báo al akbar đưa tin sau thất bại của vòng đàm phán ngừng bắn ở Qatar, Israel sẽ không nhượng bộ Hamas và đang nỗ lực chuẩn bị cho một cuộc tấn công đổ bộ vào thành phố Rafah sau khi tháng Ramadan kết thúc. Dẫn các nguồn tin Ai Cập, tờ báo thân Hezbollah cho biết, thời điểm tấn công sẽ là sau lễ Anfit, ngày lễ 3 ngày nối tiếp tháng Ramadan của người Hồi giáo và sẽ kết thúc khoảng ngày 12 tháng 4. Muộn nhất cuộc tấn công sẽ diễn ra đầu tháng 5 tới. Cùng theo nguồn tin nói trên, kế hoạch tấn công Rafah sẽ kéo dài 4 đến 8 tuần diễn ra đồng thời cùng các nỗ lực di rời khoảng 1,5 triệu người Palestine đang trú ẩn chiến tranh tại đây di chuyển về miền trung của Gaza. Hôm 26 tháng 3, các lực lượng vũ trang Jordani phối hợp cùng ba quốc gia khác đã tiến hành năm đợt thả hàng viện trợ xuống các khu vực ở phía bắc giải gaza. Hãng thông tấn nhà nước Petra đưa tin Jordani đã điều 2 máy bay, trong khi Ai cập, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và Đức mỗi nước điều một máy bay tham gia hoạt động chung này quân đội Jordani khẳng định sẽ tiếp tục gửi hàng viện trợ nhân đạo và y tế tới giải Gaza. Đồng thời nói thêm rằng, không quân Hoàng gia Jordani đã tiến hành 156 đợt thả dù mang theo hàng cứu trợ xuống Gaza, kể từ khi bắt đầu xung đột israel hamas Cùng ngày, các nhà lãnh đạo quốc phòng Mỹ đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joe Galan để thảo luận về tình hình ở Gaza. Phát biểu trong một cuộc họp tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng con số thương vong đối với dân thường tại Gaza là quá cao, trong khi những đợt chuyển hàng viện trợ là quá chậm. Ông Austin cũng cho rằng Israel cần có những giải pháp khác liên quan đến hoạt động quân sự ở phía Nam Gaza, nhấn mạnh việc bảo vệ tính mạng cho người dân. Trả lời báo giới sau cuộc gặp, một quan chức lồng năm góc cho biết, Bộ trưởng Israel Galan đã cam kết giải quyết những vấn đề mà phía Mỹ nêu trong cuộc họp. Ngày 27 tháng 3, Israel đã đóng cửa nhiều tuyến đường gần biên giới với Liban sau khi phong trào Hezbollah ở Liban phóng hàng chục quả tên lửa vào Kiryat Shmona, một thị trấn biên giới của Israel thông báo của Hội đồng Vùng Thượng Galilee cho biết, quân đội Israel đã cấm các phương tiện dân sự đi lại trên các con đường từ Ten Hai tới Magaliot và các con đường từ Magaliot tới Misgab Am theo hướng di chuyển lên phía Bắc và tới Manara theo hướng Nam. Việc chặn các luồng giao thông gần biên giới được cho là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ xung đột gia tăng giữa Israel và phong trào Hezbollah. Loạt rocket tấn công của Hezbollah sáng ngày 27 tháng 3 vào các địa phương gần biên giới đã khiến một người Israel thiệt mạng. Trước đó, quân đội Israel đã tấn công mạnh vào ngôi làng Hebarie ở Liban, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đã giao tranh qua biên giới kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra. Lực lượng Hezbollah tuyên bố chỉ dừng các cuộc tấn công vào Israel khi có một lệnh ngừng bắn tại giải Gaza. Dù vậy, gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan cho biết, kể cả khi có lệnh ngừng bắn tại Gaza, nước này vẫn không từ bỏ mục tiêu đẩy lùi Hezbollah ra khỏi miền nam Liban, dù bằng con đường vũ lực hay ngoại giao. Đây là đợt gia tăng căng thẳng nghiêm trọng nhất kể từ cuộc xung đột kéo dài một tháng giữa Israel và Hezbollah vào năm 2006. Đúng như lo ngại của giới phân tích, giao tranh qua biên giới giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban tiếp tục gia tăng ác liệt trong ngày 27 tháng 3 với hàng loạt cuộc bắn phá qua lại từ cả hai phía. Trong thông báo mới nhất tối ngày 27 tháng 3, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận đã tiến hành hai cuộc không kích liên tiếp vào khu vực miền nam Liban. Cuộc không kích thứ nhất nhằm vào một tòa nhà được Hezbollah sử dụng ở làng Thayyir Afa. Mục tiêu tấn công thứ hai là một địa điểm tập trung quân của Hezbollah ở thị trấn Nakura. IDF khẳng định các cuộc không kích đã loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 8 tay súng, trong đó có nhiều thành viên Hezbollah. Trước đó, IDF cũng tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 7 tay súng chống đối trong một cuộc không kích vào làng Habariye hồi sáng sớm qua. Về phần mình, Hezbollah tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tập kích tên lửa sang lãnh thổ Israel trong ngày 27 tháng 3. Mục tiêu tấn công là các địa điểm quân sự ở khu vực Kiryat, Shmona và vùng Hadov ở phía tây Galilee. Trong đó, IDF xác nhận cuộc tập kích với khoảng 30 quả tên lửa của Hezbollah vào Kiryat Shmona khiến một dân thường thiệt mạng. Theo các nguồn tin an ninh của Liban, nhiều người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel và ngôi làng Hebarie. Các cuộc tấn công của Israel dường như nhắm mục tiêu vào trung tâm cứu trợ và khẩn cấp của Hezbollah trong làng. Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại do vụ phóng tên lửa của Hezbollah gây ra. Nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại đợt giao tranh hiện nay có nguy cơ bùng phát thành xung đột toàn diện tương tự như cuộc xung đột khốc liệt mùa hè năm 2006, khiến hàng nghìn người thương vong. Hãng tin Reuters ngày 27 tháng 3 dẫn lời chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, Phó chỉ huy quân sự của Hamas, Ma'wan Isa, đã thiệt mạng trong một cuộc tập kích của Israel trong tháng này. Ông Hagari nói rằng, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ thông tin tình báo. Phó chỉ huy quân sự của Hamas, Ma'wan Isa, đã bị trừ khử trong cuộc tập kích mà chúng tôi đã tiến hành cách đây khoảng hai tuần trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Israel, cái tên Isa đứng đầu cùng với chỉ huy quân sự của Hamas, Mohammed Deif và lãnh đạo lực lượng này tại Gaza, Yahya Sinwa. Phản ứng về thông tin trên, sĩ quan cấp cao Hamas, Osama Hamdan, nói với đài Al Jazeera rằng bộ phận chính trị của Hamas chưa nhận được bằng chứng về cái chết của ông Isa. Ông Hamdan đưa ra phát biểu từ Beirut, Liban rằng mọi người đều biết rằng kể từ ngày đầu tiên, người Israel đã nói rằng họ muốn nhắm mục tiêu vào lữ đoàn Qassam và các chỉ huy khác Tuy nhiên, do không có tuyên bố chính thức xác nhận việc hy sinh nên không thể xác nhận thông tin đó. Trong một diễn biến khác, trinh sát cơ Oron, mẫu máy bay giá 1 tỷ đô la Mỹ đã được một số đơn vị quân đội Israel triển khai trên thực địa. Tờ Inet của Israel dẫn nguồn tin riêng cho biết, máy bay do thám mới nhất của không quân Israel, Oron đã đi vào hoạt động một cách đầy đủ. Giới chức Bộ Quốc phòng đã tận dụng tình hình cấp bách từ cuộc chiến ở giải Gaza để rút ngắn quy trình phê duyệt xuống còn vài ngày thay vì vài tháng. Phi cơ Orun đã tiến hành hơn 100 vụ xâm nhập và tích lũy được hàng trăm giờ bay kể từ khi đi vào hoạt động. Mỗi chuyến bay kéo dài 5 đến 10 giờ và có thể di chuyển tới hàng nghìn km. Tình báo quân đội, hải quân và không quân Israel là các lực lượng đang sử dụng mẫu trình sát cơ này. Tờ báo không tiết lộ chiếc máy bay đã được triển khai để thực hiện các nhiệm vụ nào và ở đâu. Tuy nhiên, Inet viết rằng nó có khả năng cung cấp hỗ trợ theo thời gian thực từ trên cao cho các chiến dịch truy quét lực lượng chống đối ở bờ Tây thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở thành phố Rafa tại giải Gaza để hạ các tay súng Hamas tra trộn vào dân thường, phát hiện các đoàn xe chở vũ khí từ Iran tới Iraq, xác định các nhân sự chủ chốt trong chương trình hạt nhân của Iran và nhắm mục tiêu vào phương tiện chở các tay súng ngay giữa thủ đô Beirut của Liban. Tờ này viết, tất cả đều có thể thực hiện ở độ cao trên 12.000 mét. Thông tin phi cơ Oron đi vào hoạt động được tiết lộ sau khi không quân Israel mang mẫu máy bay này tới trưng bày ở triển lãm hàng không Paris tại Pháp hồi tháng 6 năm 2023. Cuối tháng 8 cùng năm, Tổng cục Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Israel cho biết, hệ thống tình báo của phi cơ Oron đã sẵn sàng hoạt động và nó đang tiến hành các chuyến bay thử nghiệm. Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban cho biết, đã phóng hàng chục quả tên lửa vào Kiryat Mona, một thị trấn của Israel gần biên giới với Liban, vào sáng sớm 27 tháng 3, để đáp trả các cuộc không kích của Israel vào ngôi làng Paris ở miền nam Liban trước đó. Theo các nguồn tin an ninh của Liban, ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào ngôi làng Hep Paris Các cuộc tấn công của Israel dường như nhắm mục tiêu vào trung tâm cứu trợ và khẩn cấp của Hezbollah trong làng. Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại do vụ phóng tên lửa của Hezbollah gây ra. Trước đó, các cuộc không kích của Israel gần hai thị trấn ở đông bắc Liban ngày 26 tháng 3 đã khiến ba tay súng Hezbollah thiệt mạng. Israel đã xác nhận những cuộc tấn công này Ngoài ra, theo hãng Reuters, hai nguồn tin an ninh tại Liban cho biết Israel trước đó đã tiến hành một cuộc không kích vào thành phố Baalbek, một cứ điểm của Hezbollah tại miền đông Liban. Về phần mình, Hezbollah nhấn mạnh rằng nhằm đáp lại vụ oanh kích vào một cứ điểm tại thành phố Baalbek, lực lượng này đã tấn công một căn cứ pháo binh và tên lửa của Israel tại các doanh trại Joab và Kaila bằng hơn 60 quả rocket Katyusha. Lực lượng phòng vệ Israel IDF gần đây mở chiến dịch tấn công ngày càng sâu vào lãnh thổ Liban, nhằm vào vị trí của Hezbollah, làm tăng nguy cơ chiến sự trong khu vực mở rộng. Trang Liban News cho biết, xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah ở khu vực biên giới phía nam Liban đã gây thiệt hại gián tiếp 350 triệu đô la Mỹ. Theo Liban News, thiệt hại trên là do nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị phá hủy một phần hoặc toàn bộ. Bên cạnh đó, khoảng 10 triệu mét vuông đất nông nghiệp và rừng đã bị thiêu dụi. Quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đã giao tranh qua biên giới kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra ở giải Gaza. Lực lượng Hezbollah tuyên bố chỉ dừng các cuộc tấn công vào Israel khi có một lệnh ngừng bắn tại giải Gaza. Dù vậy gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan cho biết kể cả khi có lệnh ngừng bắn tại Gaza, nước này vẫn không từ bỏ mục tiêu đẩy lùi Hezbollah ra khỏi miền Nam Liban, dù bằng con đường vũ lực hay ngoại giao. Bên cạnh đó, tại mặt trận Gaza, quân đội Israel gần đây đã mở hàng chục cuộc không kích kết hợp tấn công bộ binh vào hàng loạt mục tiêu. Trong đó có thành phố Gaza ở phía bắc, thị trấn Khan Yunis ở phía nam và thành phố Rafah giáp biên giới Ai Cập. Theo nguồn tin y tế Palestine, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Gaza khiến nhiều người thương vong, hầu hết là dân thường. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.